Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là sắp sửa 12 giờ trưa của ngày 26 tháng 8 năm 2020 và tôi ngồi đây để mà cùng các bác điểm lại một số các tin tức thời sự quan trọng để mà sau đấy thì tôi kịp đi ăn trưa một tẹo. Thế thì báo cáo với các bác rằng là không hẳn là có nhiều tin mới đâu, bởi vì rằng là hôm nay là có rất là nhiều những cái tin vui. Đầu tiên là dịch Covid của chúng ta thì đã không phát sinh thêm cái ca nhiễm nào mới và cái tình hình dịch nó đang được khống chế rất là nhanh, rất là nhanh là mạnh. Và cái điều này đã tôi đặt niềm tin và đã dự báo từ những cái video clip đầu tiên của kênh Trang Trang TV rồi. Báo cáo các bác là như vậy. Ở đây thì trong cái clip này thì tôi lại muốn cùng với các bác điểm lại cái điểm nóng ở Phú Quốc. Thì các bạn ở đây, trong này thì có 3 phần. Phú Quốc thì là có một cái gọi là anh Phạm Phú Quốc, một Phú Quốc thật tên một địa danh. Và cái câu chuyện thứ ba mà tôi muốn kể với các bác rằng là cái công tác phòng chống tham nhũng thì là như thế nào, mà tôi đặt ở cái tiêu đề rằng là dài kỳ. Thì báo cáo các bác là như vậy ở trong nội dung clip của ngày hôm nay. Đầu tiên ấy, nói về anh Phạm Phú Quốc ấy, thì tôi đã có một hai cái video clip nói về việc này rồi và là một trong những cái YouTuber nói đầu tiên. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì rất nhiều các tờ báo, gọi là tôi phải nói rằng là mạnh dạn đưa lên và có những cái góc nhìn nó cũng rất là khác biệt. Đầu tiên là tờ báo vợ tôi xin lỗi với các bác là một tẹo như thế, bởi vì là như thế này. Sáng ra khi tôi làm cái video clip tối qua rồi nên sáng ra tôi rảnh rỗi và tôi có rủ bà xã là đi dạo một chút. Thế thì bà xã khi đi ấy, thì tôi lại nhớ lại trong lúc đi bộ ấy, thì tôi nhớ lại cái vụ đấy và tôi ngồi tôi khẽ cười một cái. Thế là bà xã rất là tinh ý và quay sang bà hỏi tôi rằng là: "Ô, anh cười cái gì mà lạ thế?" Thì tôi không rõ là tôi cười kiểu gì mà lạ. Thế tuy nhiên rằng là tôi mới kể lại cho vợ tôi về cái câu chuyện về anh Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội và gọi là nguyên là tổng giám đốc của công ty Tân Thuận. Thế thì khi nghe xong câu chuyện thì bà xã tôi mới tự nhiên gọi là thốt lên một tiếng: "Ôi thế thì khác gì ngoại tình hả anh?" Khi biết được câu chuyện hai quốc tịch ấy. "Ôi thế thì khác gì là ngoại tình hả anh?" Ôi thì báo cáo với các bác rằng là nhiều khi phụ nữ có những cái sự liên tưởng nó rất là thú vị. Ở đây cái sự liên tưởng là cái câu chuyện của anh Phạm Phú Quốc là cái câu chuyện về ngoại tình và cái việc mà anh ấy có hai quốc gia, đúng không ạ? Anh là đại biểu quốc hội, đúng không ạ? Anh là đảng viên, đúng không ạ? Rồi anh ấy là tổng giám đốc của một công ty nhà nước. Thì báo với các bác rằng là khi mà anh ấy gọi là đại diện cho những cái lợi ích của người dân Việt Nam, lợi ích về mặt tài chính của chính phủ Việt Nam, của nhân dân, đúng không ạ? Thì anh ấy gọi là toàn tâm toàn ý về phía nhân dân. Tuy nhiên là trong một cái thời điểm nào đó ở giữa năm 2018 thì anh ấy có một phát sinh một cái gọi là ngoại tình. Ngoại tình nghĩa là anh ấy, và thậm chí còn hơn cả ngoại tình, anh ấy giống như kiểu là anh ấy kết hôn với một cô gái khác. Đó. Thế thì mình ở đây á, có thể rằng là khi mà chưa vào gọi là cái cơ quan cấp gọi là quốc hội đại biểu nhân dân thì chúng ta cứ coi như là chưa có vợ đi, đúng không ạ? Vì chúng ta chỉ là nhân dân thôi, chỉ là dân thôi, thì không cấm rằng là cái việc rằng là có một hai người yêu cùng lúc. Tuy nhiên rằng là khi lấy vợ rồi, đúng không ạ, vào đại biểu quốc hội rồi dạng thế, thì cái việc đương nhiên rằng anh phải toàn tâm toàn ý cho cái cuộc sống của nhân dân, cũng giống như anh toàn tâm toàn ý cho cái cuộc sống của gia đình anh, thì cái việc mà ngoại tình là không bao giờ được chấp nhận. Bởi vì như thế là anh sẽ bỏ bê dân tộc, bỏ bê gia đình, bỏ bê tất cả mọi thứ để mà anh có một cái niềm vui mới. Thì ở đây câu chuyện của anh Phạm Phú Quốc thì tôi cho rằng là lấy vợ của tôi, lấy bà xã của tôi nói rất là đúng. Đó là một cái cuộc ngoại tình mang tầm quốc gia chứ không phải là không. Cho nên cái việc mà anh Phạm Phú Quốc mà làm thế này mà không bị xử lý đến nơi đến chốn ấy, thì tôi cho rằng là nhân dân người ta sẽ rất mất niềm tin. Trong những thông tin mới nhất thì rõ ràng thì kể cả tờ báo Dân Trí hay là tờ báo Tuổi Trẻ, tờ báo VN Express rồi một loạt các tờ báo khác, Thanh Niên thì đều đào sâu vào cái mối quan hệ này và từ đó là gây áp lực lên rằng là bên phía của anh Túy, của cái đoàn công tác đại biểu trưởng đoàn là cũng phải là kiểm tra một số cái việc đó. Và bên Ủy ban Nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận rằng là sẽ phải kiểm tra cái việc này, kiểm tra cái việc này. Và tất cả họ hầu như là giống như kiểu là bị một cú việt vị ấy, rất là bất ngờ. Bởi vì cái thông tin này là thông tin từ nhân dân, từ báo chí thì họ mới biết được cái điều đó, chứ không phải rằng là cái công tác kiểm tra của họ là cụ thể để làm được cái việc này.
Thì ở đây tôi cho rằng là anh Phạm Phú Quốc, nếu mà anh nói rằng là giữa năm ngoái thì bây giờ là tháng 8 rồi, có nghĩa là qua 2 năm rồi, giữa năm 2018 anh có quốc tịch ấy, thì đến nay là khoảng tháng 8 năm 2020 thì anh đã qua hai thời hạn 2 năm rồi để phải báo cáo. Thì báo cáo với các bác rằng là kể cả không là đại biểu quốc hội thì anh là dân thì anh cũng đã bị xử lý cái việc này, chứ không phải rằng là không bị xử lý theo cái luật gọi là luật quốc tịch Việt Nam. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Còn đương nhiên là đại biểu hay là đảng viên thì anh sẽ bị xử lý một cách rất là rõ ràng. Thì tôi đang chờ đợi những cái diễn biến tiếp theo. Một cái thông tin khác nữa là khi anh ấy, để tôi bật mí cho các bác một tẹo thôi, thì anh là đương kim của gọi là công ty đầu tư Tân Thuận. Đấy. Thì công ty Tân Thuận này, các bác mà xem báo cáo tài chính của nó thì rất là buồn cười. Báo cáo tài chính của nó thì rằng là doanh số của cả từng tháng một ấy, thì nó không tới 20 tỷ dạng thế, tháng thì 9 tỷ, tháng thì 10 tỷ, tháng nhiều nhất thì khoảng 19 tỷ kiểu thế. Thế tuy nhiên rằng là cái lợi nhuận của họ rất là cao và doanh thu gọi là từ nguồn thu khác, và doanh thu chính của công ty thì rất là thấp như vậy, nhưng mà doanh thu từ những nguồn khác thì rất là cao, lên tới hàng trăm tỷ. Ví dụ như là trong cái quý 2 vừa rồi thì họ báo cáo là doanh số của họ lên tới khoảng 600 mấy tỷ cơ. Ừ. Thì cái doanh số nó đến từ đâu? Từ những nguồn khác. Thế tuy nhiên ấy, cái nguồn khác thì là cái việc mà từ việc mà nộp tiền, có tóm lại thu tiền từ những cái công ty mà họ đầu tư vốn. Bởi vì ví dụ như là công ty của Phú Mỹ Hưng rồi một loạt các công ty khác về bất động sản. Thì cái công ty Tân Thuận này nó lập ra chỉ để quản lý một số cái, còn dịch vụ thì thu được rất là ít, và chỉ để quản lý cái vốn của nhà nước, vốn của thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư tham gia các thứ nữa và thu tiền từ đấy thôi. Thế cho nên là cái hoạt động của công ty này gần như không có, và việc cái người mà đứng đầu công ty hoặc cả cả công ty này chỉ đứng ra để mà làm một số cái công tác gọi là thu tiền. Thì báo cáo với các bác là gần như là như vậy. Nếu các bác nào mà xem cái công ty xem về báo cáo tài chính thì các bác sẽ thấy được rất là rõ ràng những cái gọi là chu kỳ tài chính của họ. Cái công ty về này thì nó có một cái gọi là phải nói số lương, cái lương thu nhập cho người lao động ấy cũng khá là cao, với trung bình là khoảng 25 triệu triệu cho một một nhân viên. Còn ở cấp quản lý thì rơi vào cỡ tầm khoảng 54 triệu cho một người. Có nghĩa rằng là anh đấy, tất nhiên là nó sẽ người càng cao thì sẽ là cao nhất, và những người nhân viên thì không phải là ai cũng nhận được 25 triệu, có người khoảng 10 triệu, 15 triệu thôi, ví dụ thế. Còn những cấp quản lý thì ví dụ 54 triệu thì không phải ai cũng đặt được 54 triệu, có người 80 90 triệu, có người chỉ khoảng tầm 30 31 triệu thôi, dạng thế. Nó vẫn có level của nó, vẫn có cái thang bậc của nó. Thì việc mà anh gọi là Phạm Phú Quốc, anh ấy ở cái vị trí cao nhất thì rõ ràng là anh ấy hưởng lương cao nhất, và cái việc này là vượt khung rất nhiều những cái xung quanh. Nhưng đây là vấn đề của công ty, tôi cũng không bàn nhiều vì nhiều khi nó là quy chế, không phải như thế là sai phạm, đúng không ạ? Nhưng người ta đưa cho anh vào cái vị trí này thì rõ ràng là là cái lương của anh nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái vị trí trước trước đó, là cái vị trí gọi là phó viện trưởng của cái viện chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Thì tôi dừng cái câu chuyện này ở đây để mà thấy rằng là cái cuộc ngoại tình này người ta đào bới rất là nhiều thứ, những cái sai phạm của anh Phạm Phú Quốc. Chúng ta lại tiếp tục đi di chuyển từ cái phía thành phố Hồ Chí Minh mà đây anh Phạm Phú Quốc ở, chuyển sang cái gọi là gọi là đảo quốc Phú Quốc. Thì báo cáo với các bác rằng ấy, có một hai bác comment ở dưới tôi ấy, thì các bác nói rất đúng. Cái người đứng đầu là anh Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, thì anh đấy nguyên gọi là giảng viên của một cái trường kiến trúc, anh ấy gọi là đã tàng từng là thứ trưởng của Bộ Xây dựng, và bây giờ anh ấy đứng đầu của một cái tỉnh thành. Thì cái việc rằng là với một con người như thế thì người ta sẽ rất là kỳ vọng vào cái việc thay đổi cái bộ mặt. Đấy. Bởi vì đúng ngành nghề của anh mà, bộ mặt của thành phố, bộ mặt của quy hoạch, rồi bộ mặt của tất cả mọi thứ của đấy, và từ đấy biến Phú Quốc trở thành một cái nơi rất là phát triển. Đấy là một mặt gọi là rất người những cái rất lạc quan và niềm tin dạng như tôi ấy. Đấy. Một mặt khác người dân cũng kỳ vọng vào đấy rằng là thôi thì gia đình giàu rồi, chị của anh đấy hay em của anh đấy, gia đình anh đấy cũng đủ giàu rồi, công ty với ngân hàng đến vài ngàn tỷ cơ mà, thì không có cái nhu cầu để mà gọi là kiếm trác thêm nữa. Đấy. Thì anh ấy có thể rằng là từ đấy anh ấy có thể rằng là đầu tư vào cái nơi quê của mình, quê hương của mình, để biến biến cái quê hương đấy trở thành một cái hòn ngọc, biến quê hương đấy trở thành một cái trung tâm gọi là số 1. Đấy. Thì anh ấy đã có hội tụ của hai cái điều kiện đó rồi. Điều kiện thứ nhất là điều kiện mà anh ấy làm đúng nghề. Điều kiện thứ hai nữa là cái điều kiện mà như tôi nói vừa rồi. Thì người ta rất là kỳ vọng rằng là
là sẽ có sự thay đổi nào đó về mặt tích cực lạc quan. Thế tuy nhiên là thời gian cứ thế dần trôi dần trôi dần trôi 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 trôi, và bây giờ ấy, thì các bác biết được rằng là Phú Quốc nó bị băm nát rồi. Từ rừng vàng biển bạc, tất cả mọi thứ hội tụ ở Phú Quốc thì bây giờ rừng thì bị phá, đất thì bị quy hoạch, người dân thì bị lấy đất nọ kia, rồi là cái việc mà chuyển đổi tất cả về các dự án thì dự án thì chậm, dự án thì nhôm nhôm, phá nát cái quy hoạch đấy. Thì các bác mới thấy được rằng là cái tư tưởng gọi là những người ở quê thì chưa chắc đã ổn đâu, và không phải rằng tất cả có nhiều tiền thì người ta cũng cũng sẽ gọi là bớt tiền đi đâu. Hoặc là có thể rằng là cái năng lực của anh đấy, dựa theo cái tiêu chí lúc đầu mà tôi nói, là cái tầm nhìn về kiến trúc, cái tầm nhìn về về xây dựng ấy, là không có. Có nghĩa là thiếu cái năng lực cụ thể làm ở trong cái việc này. Đó. Thì báo cáo với các bác là Phú Quốc là như vậy. Và cái việc rằng là tôi đang rất là chờ đợi sau khi mà kiểm điểm một loạt những cái người như vậy, bao gồm cả anh Thanh Nghị, thì khi gửi cái báo cáo này lên thì như cái lời của chị gọi là chị em thì tôi không nhớ lắm. Đấy. Phó chủ tịch phó bí thư của Kiên Giang ấy, thì sẽ gửi lên trên đấy, thì họ sẽ gửi cái gì, gửi như thế nào, và khi có cái sự trả lời nào đó về phía này thì những cái con người đấy, những cái gọi là lợi ích xung quanh đấy, tập trung quanh những cá nhân đó, họ sẽ được thế nào ở trong cái đại hội sắp tới, thì tôi rất là chờ đợi, nhưng phải tới đại hội thì mới làm được. Thế tại sao tôi lại phải nói đến đại hội ấy? Thì bắt đầu là liên quan đến cái phần thứ ba, cái phần mà tôi sẽ gọi ngắn gọn thôi. Tuy nhiên rằng là tôi sẽ phân tích cụ thể ở những cái video clip sau, mà nói rằng là cái công tác chống tham nhũng ấy, nó là công tác gọi là giống như Bác Hồ nói, nó gọi là công tác dài kỳ. Về cái việc mà ngày xưa Bác Hồ đã nói rằng là để giành được độc lập tự do thì chúng ta trường kỳ kháng chiến nhưng nhất định thắng lợi, thì ở đây ấy, cái công tác chống tham nhũng ấy, nó là công tác cũng gọi là trường kỳ. Và cái việc mà chúng ta ấy, cũng nhất định thắng lợi ở trong cái việc này. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà khi có nỗ lực, khi có quyết tâm, khi có những cái cơ chế, khi có sự đồng lòng của người dân, thì cái việc này đương nhiên là thắng lợi, chẳng có gì cả. Đấy là cái lịch sử của Việt Nam đã làm được cái điều này rồi. Còn để mà chống được tham nhũng ấy, thì nó giống như kiểu là giống ngày xưa chúng ta đánh giặc ấy, thì chúng ta cũng rất nhiều những kế sách. Không phải là chúng ta cứ cứ đánh giặc giành độc lập là chúng ta gọi là đổ một cái xuống là chúng ta gọi là thắng được đâu, giành được độc lập đâu, đúng không ạ? Chúng ta phải có chiến lược, chúng ta phải từ gốc đi lên, từ việc gần gũi dân, từ việc gọi là đào tạo cán bộ chiến sĩ, từ việc mà gọi là trang bị thiết bị nọ kia, rồi rất nhiều những cái việc khác, thì lúc đấy chúng ta mới có thể giành được cái thắng lợi độc lập cuối cùng. Mà như lời ai đó nói rằng là có phải đốt cháy cháy Trường Sơn thì chúng ta vẫn làm được, cũng phải làm cái việc đó. Thì ở đây cũng thế, công tác chống tham nhũng nó cũng giống như vậy luôn, nó giống như một cuộc chiến rất dài kỳ, và kể cả việc đốt cháy một cái gì đó thì chúng ta cũng vẫn sẽ phải làm, nhưng chúng ta làm có bài bản, chúng ta làm đủ thứ, và khi hội tụ đầy đủ những cái điều kiện từ vật chất, từ tinh từ vật chất, từ văn hóa, rồi đủ mọi thứ, thì công tác chống tham nhũng sẽ làm được. Cái văn hóa ở đây là văn hóa chúng ta phải xây dựng cái văn hóa tự tôn, cái văn hóa gọi là tự trọng, để mà thấy được rằng là khi những người nào mà đã ngồi ở cái vị trí cao rồi thì họ phải có tự trọng để mà làm cái việc này. Cái lề thói làm việc nó phải cụ thể, bên cạnh đó là những cái gọi là kế sách, gọi là những cái gọi là công cụ, rồi cơ chế đi kèm, những cái chế tài đi kèm thì cũng phải xây dựng một cái đồng bộ. Chúng ta phải đi nhiều chân chứ không phải rằng là chỉ có đi một chân, chỉ có đốt lò không không đủ, đốt lò này thì có thể rằng củi khác nó lại nảy sinh, cho nên là cái cơ chế này nó vẫn phải đầy đủ để mà cái lò đấy nó sẽ trở thành cái mãi mãi để mà làm. Thì giống như là bác Võ Văn Kiệt mà tôi vẫn nhớ, để tôi cốt lại cái câu này thôi. Thì trong một cái comment của các bác ở dưới ấy, thì các bác nói rằng là đâu cần phải rằng là đa đảng đa nguyên, chúng ta có dân chúng, chúng ta có truyền thông báo chí là có thể vào cuộc được cái việc đó. Thì ở đây bác Võ Văn Kiệt ấy, trong cái thời điểm năm 2008 thì cái mà việc sự việc mà thay đổi cái lãnh đạo của tờ báo Tuổi Trẻ, mà cái tờ báo đấy rằng cái tờ báo chống tham nhũng rất là mạnh, thì bác ấy đến nói, bác nói thẳng luôn rằng là phải để cho báo chí, phải để cho truyền thông, phải để cho cái tự do ngôn luận thì chúng ta mới có được cái sự phản biện lên để chúng ta làm được đó. Thì và đợt đấy thì chưa có cơ chế này, cơ chế và cũng chưa có nhiều cái, nhưng dần dần các bác thấy rồi, sau thời kỳ 10 năm thì rất là mở, đúng không ạ? Tôi làm kênh của tôi đến thời điểm bây giờ thì phải nói với các bác rằng là tôi cũng chưa nhận được một cái gì đó đâu. Chưa nhận được một cái lời đe dọa nào đó cụ thể từ phía tất cả mọi thứ, và kể cả phía bạn bè, và mặc dù là rất nhiều người ở cấp rất cao biết tôi,
Tuy nhiên thì tôi lại nhận được những lời đe dọa ở những cái clip khác liên quan đến mafia, liên quan đến xã hội đen, thì họ cũng đã đe dọa tôi rồi đấy. Mà đe dọa về tính mạng cơ. Thì chị các bác thấy rằng là cái việc mở rộng ra cái việc mà tự do ngôn luận đó, đạt được rất là nhiều thứ chứ không phải rằng là không. Thế tuy nhiên rằng là cái thời điểm những năm trước thì báo chí cứ việc nói thôi, còn bây giờ báo chí phải cẩn thận hơn, bởi vì làm cái gì thì làm chúng ta vẫn phải có chứng cứ, chúng ta phải có cụ thể để mà chứng minh làm chúng ta trong sạch, chúng ta không gọi là vô tổ chức, gọi là vô pháp vô thiên, mà thích tố ai thì tố được, đấy cái việc cũng không nên làm. Thế cho nên là việc mà người dân phải nâng cao cái trình độ về hiểu biết pháp luật và nâng cao những cái nhận thức và nâng cao những cái tư duy để vấn đề này ấy, để mà chống tham nhũng được cụ thể ấy, nó cần có cần rất nhiều yếu tố. Thì tôi sẽ làm một cái video clip khác để mà phân tích các bác rằng là để mà hoàn toàn trong sạch được thì người ta phải cần những cái thứ gì thì mới có thể để chống tham nhũng. Cái vấn đề pháp luật, cái vấn đề thể chế, cái vấn đề khác chưa chắc đã làm được cái điều đó đâu. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Nhưng chúng ta có được một cái thứ đặc biệt có thể làm được cái việc này, đó chính là cái sự độc lập. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Thì video clip của tôi ấy là dừng tại đây và hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác và mọi người.